Lúc trước thì chúng ta đã tạo ra một công trình và chúng ta đã có một số cái vật liệu ở đây. Hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn về cái nhập cước vận chuyển và phần nâng cao. Phần thứ nhất là chúng tôi muốn dẫn các bạn về cái vấn đề về sao chép các cái cung đường mà chúng ta đã mất công chúng ta vào trong một cái loại vật liệu bất kỳ. Giả thiết như rằng là đá 1-2 này, đá 4-6 hoặc là cát vàng và xi măng của chúng ta, đấy, là chúng ta vận chuyển từ một cái nguồn nó tương tự giống nhau. Vậy bây giờ cái đá 1-2 chúng ta đã vào được 3 cung đường là cung đường số 1, 2 và 3 ở đây, với cự ly tương ứng là 11, 12 và 13 cây, loại đường tương ứng là 3 và 2 và 1 ở đây. Đấy. Bây giờ tôi muốn một vài cái vật liệu ở đây mà nó cái cung đường nó cũng giống như thế này. Đấy, mà tôi không phải mất công tôi nhập lại thì làm thế nào? Bây giờ tôi bôi đen 3 cái cung đường này, hoặc bôi đen ở đây cũng được, tùy. Sau đó chúng ta chọn là sao chép cước vận chuyển đã chọn. Tiếp theo, chúng ta chọn những cái vật liệu ở phía dưới, vật liệu còn lại để mà chúng ta cần phải dán các cung đường vừa rồi. Và ví dụ tôi chọn là hai cái loại là cát vàng, nước và xi măng, ba loại này. Tôi bôi đen tôi chọn như thế này, sau đó thì tôi nháy phải tôi chọn là dán cước vận chuyển. Đấy. Như vậy trong trường hợp này thì cát vàng của tôi là cũng có ba cái cung đường 1, 2, 3 ở đây và cũng có cái cự ly tương ứng là 11, 12, 3 cây tương ứng như cái bên phía trên này. Và nó cũng đã tra chúng ta cái cước vận chuyển ở đây. Đấy. Như vậy là chúng ta chỉ cần tạo ra một cái, nếu mà một cái công trình mà cái việc vận chuyển vật liệu nó tương tự nhau, chúng ta chỉ cần tạo ra một cái vật liệu mà nó có chứa các cái cung đường chuẩn như ở đây, thì sau đó chúng ta sao chép và dán vào những cái vật liệu còn lại, thế là xong. Phần nâng cao thứ hai là hiện nay chúng ta nhìn ở cái bảng này nó gồm có mã số, tên đơn vị, rồi cái trọng lượng đơn vị, vân vân. Và đến cái cuối cùng, cái cột cuối cùng là cột V, là cột giá cước vận chuyển trước thuế. Thì đây là cái bảng chuẩn mà nhiều người dùng nhất. Theo tôi là khoảng 95% số lượng người sẽ dùng. Đấy. Ngoài ra thì G8 còn thể hiện một số bảng khác, ví dụ như là bảng có hệ số đổ Ben. Đây, thì nó thể hiện cho chúng ta cột N là cột số hệ số đổ Ben. Ví dụ như bây giờ cái đá 1-2 nó cần phải cái hệ số đổ Ben là 1,2, tôi gõ ở đây. Thì cái cước vận chuyển nó sẽ nhảy lên cho chúng ta ở phía sau này. Đây, nó sẽ tăng lên ở đây. Hoặc là chúng ta có cột hệ số xe tải nhỏ. Đây, thì cột hệ số xe tải nhỏ ở đây, giả sử như là xi măng PC 30. Tôi sử dụng loại xe tải nhỏ, tôi tăng hệ số 1,3 chẳng hạn, enter, thì cái số tiền cước vận chuyển nó từ 29 lên thành 32 đồng cho 1 kg xi măng ở đây. Đấy. Tương tự như vậy thì có rất nhiều cái cột khác, ví dụ có xe ben này. Đấy. Rồi là có khối lượng và giá. Khối lượng thì đã thể hiện là cái khối lượng mà đá 412, đá 46 rồi cát vàng cho cả công trình, cho cả cái hạng mục mà nó thể hiện là có khối lượng này. Và nó sẽ thể hiện cả giá tiền, cái giá vật liệu gốc trước thuế, tức là cái giá vật liệu mà chúng ta nhập ở bên sheet giá thông báo, tôi nhập vào cột này, bên sheet giá tháng vào đây, thì nó sẽ đưa cả cái cột này sang bên cái bảng này chúng ta. Và cái giá hiện trường trước thuế là cái giá mà đã bao gồm cái chi phí vận chuyển cộng với cả cái cước, với cái giá vật liệu mua gốc ban đầu ở đây, thì được thành cái giá hiện trường. Và cuối cùng là cái thành tiền chi phí mà chúng ta phải bỏ ra mua vật liệu, có tính đến cái chi phí vận chuyển tới chương trình ở cuối cùng này. Ngoài ra cái bảng đầy đủ nhất là cái bảng số 7, chúng ta chọn bảng này. Thì hiện nay G8 có từ cột A, cột B, cột C, D, E, F mà tới tận cái cột cuối cùng là cột Z, là cột đầy đủ nhất. Thì tùy theo cái mức độ sử dụng mà chúng ta sẽ chọn, lựa chọn một trong số 7 bảng này. Hoặc là nếu ai đó chúng ta cần quan sát đầy đủ nhất thì chúng ta chọn bảng số 7, là cái bảng có tất cả các cột. Và cột này lên đến tận là cái cột Z. Đấy. Tuy nhiên là với cái số lượng cột như này, với cái số lượng chi phí, ví dụ như hệ số đổ ben, hệ số sủng xe tải nhỏ, rồi là giá hạng mục 1, giá vân vân ở đây, có thể là chưa đủ các cái chi phí hoặc chưa đủ các cái diễn giải cho một số công trình hoặc là một số địa phương, thì phần mềm dự toán G8 có khả năng là hỗ trợ chúng ta là tạo ra một cái bảng mẫu cước vận chuyển mới. Chúng ta có thể thêm một cái cột nào đó ở đây, và bất kỳ một cái vị trí nào đó, giả thử
và tôi làm thao tác đó như sau. Tôi bấm vào nút sửa mẫu cứ vận chuyển. Nó hỏi có chắc chắn sửa cái mẫu không, chúng ta chọn yes. Thì bây giờ G8 mở chúng ta một cái bảng mẫu cước vận chuyển. Đấy, ở đây thì có hai bảng mẫu, một là mẫu cước vận chuyển tiếng Việt và một là mẫu cước vận chuyển tiếng Anh. Thì chúng ta hướng dẫn bạn cái cách sử dụng cái bảng tiếng Việt, thì tiếng Anh nó tương tự thôi. Ở đây như tôi vừa nói thì tôi sẽ thêm một cái cột nào đó. Ví dụ như bây giờ tôi thêm một cái cột nữa là cột tôi thêm vào đây, tôi thêm một cột nữa vào sau cái cột này, sau cột S tôi thêm một cột nữa ở đây. Đấy, tôi thêm một cột nữa, insert. Tôi đặt tên nó là cước vận chuyển. Đấy. Mới chẳng hạn. Cước vận chuyển mới. Ở đây thì chúng ta định nghĩa của nó như sau, thì đây nó cũng có hướng dẫn chúng ta là cái chỉnh sửa công thức, thì chúng ta chỉnh sửa cái dòng dưới đây, tức là nó bảo rằng chúng ta sửa cái cột này ở cái dòng này. Bây giờ tôi sẽ gióng sang cái cột cước vận chuyển mới đây, tức là tôi sẽ chỉnh ở dòng này. Giả thiết rằng cái chi phí cước vận chuyển mới này nó bằng cái cước vận chuyển sau khi điều chỉnh có thuế mà nhân với cả 15%. Enter. Tôi đã xong một cái việc chỉnh sửa và thêm một cái cột vào. Bây giờ tôi chỉ cần xếp cái mẫu này lại. Sau đó tôi đóng cái cửa sổ chỉnh sửa mẫu lại. Đấy. Thì bây giờ G8 đã liệt kê thêm cho chúng ta một cái cột mới là cột cước vận chuyển mới. Và với công thức như sau, chúng ta kiểm tra. Cột với cái dòng số 16, tức là cái dòng đá 12 này, thì cái cước vận chuyển mới ở đây nó sẽ bằng SC6 mà nhân 15, tức là nó bằng cái chi chúng ta thể hiện cái bảng đầy đủ ra sẽ rõ hơn. Đây. SC tức là cái cước vận chuyển sau khi điều chỉnh có thuế, con này sẽ bằng con số này mà nhân với cả 15% đây. Tương tự như vậy, cái dòng cái T số 11 này thì sẽ bằng SC số 11 là cái ô này mà nhân với cả 15% ở đây. Tương tự như vậy cho cái xi măng cuối cùng thì cũng bằng SC17, tức là cái ô này mà nhân với cả 15% nó thể hiện ở đây. Đấy. Như vậy là với G8 thì cái việc chỉnh sửa mẫu cước vận chuyển là chuyện rất bình thường, và đây là một cái ưu điểm rất nổi bật của nó để giúp mọi người làm ở dự toán hoặc làm cước vận chuyển trong cả ba vùng miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam, thì chúng ta có thể hoàn toàn dễ dàng để mà điều chỉnh lại cái bảng mẫu cước vận chuyển. Và cái mẫu này sau khi chúng ta đã sửa đây rồi thì nó được lưu hẳn vào cái file mẫu cước vận chuyển trong CG8 cấu hình, file mẫu cước vận chuyển .xls, tức là file Excel. Và với những công trình sau, chúng ta không phải mất công chúng ta làm lại cái thao tác sửa mẫu cước vận chuyển như này nữa. Đấy, mà chúng ta chỉ việc là sử dụng là nó đã có cái cột cước vận chuyển mới như vừa rồi đây. Tiếp theo còn một vấn đề nữa mà chúng tôi cần phải trao đổi với mọi người là cái cách tra cước vận chuyển. Đấy. Thì hiện thì tôi lấy ví dụ như là cách tra cái đá 12 này. Thì cái đá 12 nó vận chuyển trên 3 cung đường 1, 2, 3 với cái cự ly là 11 cây, 12 cây và 13 cây. 11 cộng 12 đấy, cộng với 13 thì sẽ ra là 36 cây số tổng cộng. Đấy. Trên cái 3 loại đường 3, 2 và 1 như các bạn đã nhìn thấy đây. Đấy. Thì ở đây nó tra ra cước, giá cước hàng mục 1 là 870 ở cái cung đường thứ nhất là 871 đồng cho 1 tấn cho 1 km. Thì 871 đồng này là nó tra tương ứng với cả 36 km. Đấy, ứng với đường loại 3. Đấy, chứ không phải là 871 đồng này là tra ứng với 11 cây số và ứng loại 3. Đấy. Tương tự như vậy, cái 593 đồng này nó được tra với cả 36 km tương ứng với đường loại 2, và cái 498 đồng này được tra với cả 36 km ứng với cả đường loại 1. Đấy. Để tránh tình trạng một số người quan niệm rằng là cái giá cước bậc 1 này phải tra tương ứng với cái cự ly tương ứng cái cung đường đó, ví dụ như là phải tra là 11 cây với đường loại 3 là sai. Bởi vì cái này chúng tôi tuân thủ theo cái quy định của chính phủ, cụ thể là cái quyết định về cước vận chuyển số 89
năm 2000 của chính phủ, là họ quy định và họ có một cái ví dụ ở phía dưới cùng là họ quy định là cái cước này, cái bảng cước này phải tra theo cái tổng cự ly chứ không phải là các cái cự ly thành viên này. Đấy, thì đấy cái vấn đề này thì chúng ta cũng lưu ý. Ở phần hướng dẫn cái cách nhập cũng như cách tính cước vận chuyển nâng cao tôi tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.